Hôm nay thì với số vốn mình đang có là 25 mê anh em ơi. Các bạn nhớ vào sự kiện để mình dành ngần quà free mỗi ngày nha. Bởi cái này free anh em, ngày nào cũng có. Và cái này là các bạn riêng đang là mỗi ngày 1, 2, 3 phút thôi. Mỗi tháng kiếm được 2, 300 ngàn đấy. Hay chia sẻ Facebook mỗi ngày được 3 ngàn đồng này. Hay có code mình sẽ tặng anh em này. Thì vốn mình hôm nay 25 mê mình sẽ vào đây chơi nổ hũ anh em ơi. Ở hôm nay mình chơi đó nổ hũ phá băng nha. Chơi gì như vậy thôi anh em. Chơi nổ hũ hay bất kỳ con game gì như vậy thôi. Quan trọng nhất anh em phải hên. Bởi anh em đã đéo hên là đéo thắng nổi nó đâu. Trời ơi, ván này đéo biết thắng hay thua đây. Tình hình này dễ hòa rồi. 700 này này. Ôi, thua 300 anh em ạ. Bởi vốn đặt. Ôi, ván này thua 1 mê luôn kìa. 2 mê luôn rồi. 3 mê luôn anh em ạ. Thua 1 chuỗi luôn kìa. Mẹ nếu cái bẩn đéo này chứ chơi đéo gì vậy. Chơi toàn cho thua thì bố con thằng nào mà dám chơi nữa. Chịu. Lúc này chưa thắng một ván nào luôn anh em, bịp thế. Bịp phải lều luôn ấy. Chưa cho thắng một ván nào luôn ấy. Tôi cho tu luôn đây nào. Đây này, cho tu cái tự nhiên nó lên anh em kìa. Đúng rồi. Để cho thắng ván ấy, chứ đéo lên cho thua mãi được. Nếu dưới 15 mê mình đéo tu nữa anh em ơi. Để chơi tu kiểu này dễ nhanh hết lắm. Đương nhiên chơi gì đương nhiên cần phải hên nữa rồi. Đã đéo hên là chịu rồi anh em ơi, đúng không? Anh em công nhận được không? Đã đéo hên là chịu. Mà chơi gì cần phải hên nhé. Đéo hên là chịu rồi. À, nó đéo nổ được cái vấn nào to bự luôn đấy. Nó nổ mà nổ theo kiểu là nổ vần lỗ ấy anh em. Đó kiểu nổ 700 như vậy vần lỗ mà. Đúng không? Chơi nổ kiểu đó thì chịu. Chơi nổ một lần chục mê thì ngon đấy. Ôi rồi ván này này. Ôi 36 thôi anh em ạ. Vẫn lỗ mà. Nổ nhưng mà vẫn lỗ anh em ạ. Đen quá rồi anh em ơi. Còn 15 mê, 25 mê, còn 15 mê thua 10 mê đấy anh em. Đúng thật là đã đen đen một chuỗi luôn anh em ạ. Chịu bọn đéo này luôn đấy. Chơi đéo thì toàn cho thua ấy. Đây này. Con đéo là đéo về như thế nào này. Đây rồi. Đây rồi, ván này có lẽ ổn này. Ổn không? Đây 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 đây, ba ván thắng liên tục này. Thả ván này có lẽ nổ to. Ui. Thủ ba mê. Thôi cũng được. Ít ra nó thắng lại được mà xíu là ngon rồi. Má, nó thắng 3 lần mà sau đó nó thua 3 lần, 4 lần liên tiếp luôn. Thành là thua lại luôn. Bịt thật. Chứ đéo nên chơi nổ hũ nha anh em ơi. Chứ bịp như thế này ai chơi lại được. Đéo auto nữa đâu. Auto mà kiểu này toàn. Đánh ván mini game này. Chơi cuộc chơi này nó như vậy thôi anh em. Hên là mình ăn thôi à. Xui mình chấp nhận ra đảo thôi. Đéo gì mà khó hiểu đâu anh em. Thua hết luôn anh em ạ. 325 mê. Thua hết trơn luôn. Không còn gì, còn một cái nịt nào luôn anh em ạ. Trời ơi. Trên anh em. Đúng rồi. Lên 19 mê lại kìa. Đánh một liều một ván cái tự nhiên nó lên lại kìa anh em ơi. Cái gì vậy? Một đéo gì nói nước đồ đéo gì anh em ạ. 30 chưa phải là Tết 22 mê lại này. Đấy, thế đó gần hòa vốn lại đấy anh em ơi. Ui giàng ơi. Đéo thể nói trước điều đéo gì anh em ạ. Thật đấy. Lúc này tưởng thua hết rồi đấy. Ôi rồi hòa vốn rồi đấy. Quy là quy chịu rồi. Hòa vốn nó bắt đầu cho thua nên nó biết ngay mà. Đây rồi. Từ từ nha, không vội nha. Ván này thì dễ thua lắm. Nhưng ván nó gần hòa. Đây rồi. Cuối cùng nó thẳng lên anh em này. Đánh lúc nãy giờ mới, bây giờ mới cảm nhận là thắng như thế nào. Đây rồi, 3 mê đấy anh em. Tính ra đánh nổ hũ mà thành ra vào chơi con game đéo thì nó là hên anh em. Từ 2 mê lên lại đấy anh em. Rồi, bây giờ đánh một ván nổ hũ. Một ván này anh em. Tự xem thế nào nhá. Đấy, kiểu đánh kiểu đó đấy anh em. Đánh như vậy may ra mới ăn được nó. Ui rồi thua một mê. Mình đéo đánh một con game cố định.
ví dụ con game này thắng hay thua thì mình cũng ra đánh con game này đúng không, cứ đánh một con game một lần thôi má lại thua một về chơi nộ hũ phải như vậy. Bởi vì lúc này mình cạn nhận đấy là đánh con game nộ hũ xui ấy thì ra đánh con game này nó lại hên quái đản kìa. Ba tư mê mà ba ba mê chứ mà bây giờ còn nó từng ngày nữa, ba hai mê lại này. Ôi giảng ơi, lúc này nỗ đéo thắng văn nào luôn đấy, ba thua ba mê đấy anh em. Ngon này. Đánh hai ván trong nào nào. Đéo tin luôn đấy anh em ạ. Thua. Thua tiệm nền nhá, đéo biết đâu anh em. Game lùi này khó đoán lắm. Đoán thì đéo được nó được. Nhưng mà đoán được thì đứa đéo nó ăn làm giàu này. Em công nhận điều đó không? Không đoán được nó đâu. Kiểu chơi thì anh em chơi đại thôi, trúng thì ngon thôi, đéo trúng thì chịu thôi. Ba tư mê này. Ngon chưa anh em ơi, ngon chưa? À, nó kìa lại thua kìa. Lên 40 mê là nghĩ luôn đấy. Thắng 15 mê đấy anh em. Nếu mà nó lên được như vậy thì quá là tuyệt vời rồi. Mà quan nào nó lên được hay không anh em ạ. Thua một chuỗi luôn kìa. Dưới luôn đi. Đúng rồi. 36 này anh em ơi. Hên đúng không anh em? Quá hên luôn chứ. Nói chung bây giờ cứ từ 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 lên lại thôi anh em ơi. Bởi vì đéo thể vội vàng được. Bởi vội vàng là dễ toang lắm. Nhận đi. Thôi đánh ván nổ vụ ra đi. Bởi nổ vụ lúc này giờ mình cạn là quá xui luôn đấy. Đây đéo biết là hòa vốn này thua tiếp đây. Đây này thắng này. Ba mê ngon. Một mê được ba mê cũng được rồi. Tính ra nộ hũ là mình thấy con game khó thắng đấy anh em ạ. Nên tốt nhất là các bạn đừng có đánh đánh nộ hũ. Các bạn đánh lật bài này mình thấy ngon hơn đấy. Này poker này. Nói chung đánh vừa kết hợp cả hai con một lúc luôn đấy. Thì nó sẽ ngon hơn. Nói chung đừng có đánh một con là được. Chuồn đi. Ui thua lại kìa. Ui. Đen thế. Thua lại luôn đấy kìa anh em. 7 ra 5 ấy. Tám ra tám, bảy ra năm mày chịu rồi. Thua lại rồi anh em ơi. Bảy ra bảy anh em ạ. Tên ba mày nghĩ mé đi anh em. Thuột chuỗi luôn kìa. Đen vậy ta. Biết rằng lúc này nghĩ mé rồi nhỉ. Ngu thế nhỉ. Phải nghĩ mé là ngon rồi. Bậy ra 6 thì chịu rồi. Bốn ra ba anh em ạ. Bốn ra ba. Bây giờ thua mình đã thua rồi anh em ạ. Mình sẽ bơm vào đó là 25 mê anh em. Hôm nay bỏ vào anh em ơi. Cay lắm rồi đấy. Anh em, mình đã trở lại anh em. Bây giờ thua mình đã thua rồi. Tổng vốn mình bây giờ 55 mê đấy. Tổng tất cả vốn ấy thì thua thì mình đã thua rồi anh em nè. Thì bây giờ một là mình thắng lên được thôi. Ri đã át kìa, chuồn về mà nó ri nó đã át anh em ạ. À. Bố mày chịu. Đen như thế chịu. Tổng vốn mình bây giờ là 55 mê đấy anh em ơi. Ít nhất mình lên 60 mê mình nghĩ nha. Phải thắng mới chứ. Đéo thì thua mà mình dám nạp vào mà nạp vào khi gần thắng rồi mình lại đéo dám đánh lên nữa. Mình đéo như vậy đâu anh em. Cách đánh mình đéo như vậy, một là phải thắng rồi. Má nó kìa đánh chuồn mãi nó đéo về vấn nào luôn đấy địt má. Cày với lều luôn anh em ạ. Bích kìa. Chuồn đéo về, bích nó có về làm đéo gì không biết à. Lúc này mình theo bích là ngon rồi.
mình biết cho nó ra chuồn này, nó biết ngay mà. Bọn đéo là nó như vậy đấy anh em. Năm ra ba thì chịu rồi, tao chịu thật rồi. Ri ra át anh em ạ, mà năm này ra ba chịu anh em, chịu queo luôn đấy chứ. Tạm nhận hôm nay đéo hên là mình nghĩ là mình chuyển hòa vốn thôi nha, đéo cần lãi gì nữa đâu, hòa vốn là đã ngõ ngon rồi. Cảm nhận hôm nay đéo hên đấy anh em, đéo hên anh em biết rồi, hòa vốn là quá là tuyệt vời rồi, cần đéo thì thắng to gì đâu, hòa vốn lên 5 năm mê đấy anh em. Cảm nhận là đéo ổn xíu nào rồi đấy, rô ra rô quên không phải lên anh em ơi, lên anh em thiên lành ơi. Đây rồi 45 mê đấy anh em, còn 10 mê đấy nhé, khó đấy mà ít ra mình còn gỡ được xíu rồi. Bây giờ bình tĩnh mà ăn lại thôi. Đây này, ngon rồi anh em ơi, tuyệt vời rồi, 52 rồi anh em ơi, thua xíu là thôi nè. Đen đi, đúng rồi, 54 ấy, đen tiếp đi, đỏ chứ, đỏ đi, đen chứ, 10 ra ri kìa, đỏ đi. Ui dồi ôi, thua lại kìa anh em, 5 ra 2 kìa, cái gì vậy ta, 7 ra 6 kìa, pha đó biết đang nhận mé rồi. Quy ra hát nữa, toàn big ra big mà nó đéo ra thắng kìa. Thua lại luôn anh em ạ. Đéo tin luôn đấy. Đúng là đã đen, nó đã đen mà chuỗi luôn anh em ạ. 53 này. Năm năm này em hòa vốn này thôi, nghĩ 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 anh em nha. Đéo nên tham đó, nghĩ.